Thiên Phước và Kim Quý kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý bà con, mỗi năm Việt Nam sản xuất được khoảng 24 đến 25 triệu tấn gạo, trong đó xuất khẩu trên dưới 6 triệu tấn, còn lại khoảng 19 triệu tấn để tiêu thụ trong nước và chế biến các mặt hàng tiêu dùng. Thế nhưng, thị trường gạo trong nước vẫn chưa thoát khỏi cảnh ma trận với cả trăm tên gọi, giá cả, đặc tính của các loại gạo mà không cần có chứng nhận gì. Câu chuyện đáng chú ý này cùng với những thông tin hấp dẫn khác liên quan đến tình hình sản xuất của bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng sẽ được chúng tôi chia sẻ liên tục trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý bà con cùng đồng hành và theo dõi. Lâm Đồng mở rộng địa bàn chăn nuôi bò sữa. Đến năm 2023, toàn tỉnh Lâm Đồng có 120 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản cấp tỉnh và 60 chuỗi cấp huyện xã. Mỗi năm có khoảng 20 triệu tấn gạo sản xuất được tiêu thụ nội địa, nhưng thị trường gạo trong nước còn bị xem nhẹ. Cảnh báo tình trạng giống cây trồng giả mạo nhãn hiệu tại Tây Nguyên. Con số hôm nay, giá cá tra giảm mức thấp nhất trong 10 năm qua. Kính thưa quý bà con chăn nuôi bò sữa ở Lâm Đồng tiếp tục ổn định và có bước phát triển với tổng đàn bò sữa hiện nay là 20.652 con đạt 96,5% so với kế hoạch và tăng 2,6% so với cùng kỳ. Bên cạnh những địa bàn nuôi bò sữa chủ lực của tỉnh Lâm Đồng như Đơn Dương, Đức Trọng, thành phố Bảo Lộc thì bò sữa còn được nhiều nông hộ ở huyện Di Linh tăng cường đầu tư. Cụ thể là đến năm nay, đàn bò sữa ở địa phương này là gần 700 con. Hiện chăn nuôi bò sữa là giải pháp chuyển đổi cơ cấu sản xuất mang lại hiệu quả khả quan cho nhiều nông hộ ở huyện Di Linh. Nên thông qua việc triển khai đề án về phát triển chăn nuôi bò sữa, huyện Di Linh đã có nhiều định hướng và giải pháp hỗ trợ nông dân nhằm khuyến khích bà con đầu tư nuôi bò sữa ngày càng khoa học, phát triển diện tích trồng cỏ trong các loại cây làm thức ăn cho bò. Thưa bà con, để phát triển nông nghiệp ngày càng đảm bảo, tỉnh Lâm Đồng đã có đề án liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2023. Theo đề án này thì đến năm 2023, toàn tỉnh có 120 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ nông sản cấp tỉnh và 60 chuỗi cấp huyện xã, tăng 75 chuỗi so với 2019. Trong đó đảm bảo mỗi xã đều có tối thiểu một mô hình liên kết chuỗi cho sản phẩm chủ lực. Tổng diện tích canh tác tham gia chuỗi liên kết là 50.000 ha, tương ứng 18% diện tích đất canh tác, với sự tham gia của gần 35.000 nông hộ, doanh nghiệp và hợp tác xã. Tăng cường sản xuất theo chuỗi liên kết nói trên chính là cơ sở quan trọng để nông dân Lâm Đồng tiêu thụ khoảng 30% sản lượng nông sản chủ lực toàn tỉnh. Toàn bộ sản phẩm của chuỗi được kiểm soát nguồn gốc, chất lượng và được sơ chế, chế biến. Nhằm từng bước xây dựng một nền nông nghiệp bền vững, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lạm dụng các loại phân bón hóa học gây ô nhiễm môi trường canh tác. Ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã khuyến khích bà con nông dân các địa phương đẩy mạnh ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, tăng cường sử dụng các loại phân bón hữu cơ. Theo ước tính, trong tổng khối lượng phân bón các loại đang sử dụng tại Lâm Đồng, tỷ lệ sử dụng phân bón hữu cơ là trên 63%. Tuy việc sử dụng phân hữu cơ vào sản xuất nông nghiệp ở Lâm Đồng ngày càng tăng, nhưng lượng phân bón hữu cơ được sản xuất tại Lâm Đồng hiện chỉ chiếm khoảng 1%. Tỷ lệ còn lại do 120 doanh nghiệp trong tỉnh Lâm Đồng nhập về từ nước ngoài và các doanh nghiệp sản xuất ở các tỉnh thành khác trong cả nước. Sau đó, phân phối cho hơn 1.500 đại lý cung ứng đến bà con nông dân các địa phương. Liên tục chương trình Mỗi năm có khoảng 20 triệu tấn gạo sản xuất được tiêu thụ nội địa nhưng thị trường gạo trong nước còn bị xem nhẹ Cảnh báo tình trạng giống cây trồng giả mạo nhãn hiệu Tây Tây Nguyên Con số hôm nay giá cá tra giảm mức thấp nhất trong 10 năm qua Xin được chuyển đến những thông tin rất đáng chú ý khác liên quan đến hoạt động sản xuất của bà con nông dân các địa phương trên cả nước. Thưa quý bà con, hiện nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đang bước vào mùa thu hoạch lúa hè thu sớm. Cùng điệp khúc rất giá như đầu vụ đông xuân trước, thì vụ hè thu này nông dân lại càng lao đao hơn khi thời tiết bất lợi. Vụ hè thu này, nông dân huyện Hồng Ngự canh tác trên 11.000 hecta lúa. Hiện tại, nông dân đang bước vào mùa thu hoạch. Tuy nhiên, theo bà con, năm nay thời tiết bất lợi, năng suất đầu vụ đạt thấp, chỉ 5,5 tấn mỗi hecta. Mặt khác, giá lúa sụt giảm mạnh, khoảng 4.200 đến 4.300 đồng mỗi ký. Với mức giá này, nông dân có đất phá huề, những hộ thuê đất cầm chắc thua lỗ. Bà con nông dân càng lo lắng hơn khi những diện tích còn lại trên địa bàn huyện cũng bắt đầu bước vào thu hoạch. Với tình hình thời tiết chuyển xấu như hiện nay, bà con nông dân chắc sẽ còn nhiều khó khăn hơn trong việc thu hoạch do chất lượng lúa bị ảnh hưởng, chi phí thu hoạch tăng cao cũng câu chuyện liên quan đến ngành lúa gạo. Thưa quý bà con, những năm qua, với việc tập trung mạnh cho thị trường xuất khẩu, ngành lúa gạo Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu. Thế nhưng, thị trường trong nước với gần 100 triệu dân mất tiêu thụ khoảng 20 triệu tấn gạo mỗi năm thì lại đang bị các doanh nghiệp xem nhẹ. Trong khi đây lại là thị trường tiêu thụ ổn định, không bị biến động như thị trường thế giới, đã đến lúc ngành lúa gạo cần làm chủ thật tốt ngay trên sân nhà, bên cạnh việc khẳng định vị thế hàng đầu ở sân khách. Thói quen của đa số người tiêu dùng trong nước vẫn là mua gạo xá ở các đại lý, cửa hàng bán lẻ, tiệm gạo ở các chợ truyền thống hoặc đặt hàng qua các mối quen lâu năm để giao tận nhà mà ít ăn gạo đóng gói. Việc chọn lựa loại gạo chủ yếu theo cảm tính, ăn ngon miệng, ăn quen hoặc giá cả phù hợp, chứ ít khi quan tâm tới chất lượng dinh dưỡng của gạo. Thế nên thị trường gạo trong nước như một ma trận với cả trăm tên gọi giá cả đặc tính của các loại gạo mà không cần có chứng nhận gì. Họ chỉ cần có yêu cầu là cái tên đó và họ ăn họ thấy chấp nhận được ví dụ là có người thích mềm cơm có người thích dẻo có người thích thơm có người không thích thơm chính vì vậy là tìm được cái giống thuần túy nguyên chủng không còn nữa và đây nó sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu gạo Việt Nam rất nhiều. Mỗi năm Việt Nam sản xuất được khoảng 24 đến 25 triệu tấn gạo, trong đó xuất khẩu trên dưới 6 triệu tấn, còn lại khoảng 19 triệu tấn để tiêu thụ trong nước và chế biến các mặt hàng tiêu dùng. Đây là thị trường tiềm năng và rất ổn định mà thời gian qua các doanh nghiệp đã bỏ lỡ phải rất chú trọng đến thị trường 100 triệu dân, phải tính toán cung ứng cho thị trường này. Nếu đây là một cái nội dung căn cốt của phát triển bền vững, đó là chính sách phát triển thị trường nội nhu. Hiện thị trường gạo nội địa đã có sự điều chỉnh khi nhiều doanh nghiệp đã quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, an toàn thực phẩm, mẫu mã, truy xuất nguồn gốc và giá cả cho các sản phẩm gạo. Dù vậy, sẽ còn nhiều rào cản trong việc tìm về với thị trường nội địa của các doanh nghiệp. Khi thói quen của phần lớn người tiêu dùng chưa mặn mà với gạo đóng gói, gạo thương hiệu bán qua kênh phân phối hiện đại, chưa kể gạo thương hiệu giá thành cao hơn do chịu chi phí phân phối, mặt bằng, quay kệ nên càng khó tiếp cận người tiêu dùng. Trong nội dung tiếp theo, chúng tôi xin được chuyển đến những câu chuyện đáng quan tâm khác. Thưa quý bà con, trong thời gian qua trên địa bàn huyện Chợ Lách xuất hiện nhiều giống cây trồng mới được các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống tuyển chọn nhập khẩu và nhân giống để cung cấp cho thị trường. Những giống cây mới này bước đầu đã tạo ra được sức hút với người tiêu dùng ở nhiều tỉnh thành tại đồng bằng sông Cửu Long. Ông Lê Văn Thảo, cơ sở cây giống ở xã Long Thới, huyện Chợ Lách là một trong những người tiên phong trong việc tuyển chọn, nhập khẩu các loại giống cây trồng mới để trồng thử nghiệm và nhân giống. Thời gian gần đây, cơ sở của ông Thảo cho ra mắt ba giống mới rất hút hàng là vú sữa hoàng kim, hồng sim ruột đỏ và sầu riêng mu sang kinh. Các giống này đang được khách hàng nhiều nơi tìm đến mua với giá bán ở mức cao. Hiện tại, ngoài những giống như vú sữa hoàng kim, hồng sim ruột đỏ, sầu riêng mu sang kinh đang được đầu tư để sản xuất thử nghiệm, thì cơ sở cũng thành công với các giống có hiệu quả như măng cầu na hoàng hậu, cam cara ruột đỏ, bưởi tiếng vua vỏ đỏ ruột đỏ, nhãn siêu trái, nhãn tím, vân vân. Tuy nhiên, ngành chức năng khuyến cáo người tiêu dùng khi chọn mua các giống cây trồng mới phải tìm đến những cơ sở có uy tín để xác định được nguồn gốc giống cây trồng, tránh mua những cây trôi nổi giá rẻ, người trồng sẽ gặp nhiều rủi ro trong canh tác. Cũng liên quan đến câu chuyện về giống cây trồng, thưa bà con, Viện Khoa học Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, còn gọi là Viện EACOMAT, có trụ sở tại 53 đường Nguyễn Lương Bằng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, là nơi sản xuất nhiều giống cây trồng được người dân các tỉnh Tây Nguyên tin tưởng bởi uy tín và chất lượng cây trồng và cũng chính vì vậy thương hiệu giống cây trồng của viện Eakamat đã bị nhiều vương ươm tại đắk lắc làm nhái thực tế này đã tạo ra một ma trận giống cây thật giả lẫn lộn gây khó khăn cho người dân khi đến đây mua đây là những hình ảnh được ghi nhận khi di chuyển từ đầu đường nguyễn lương bằng hướng về sân bay buôn ma thuột Hai bên đường, các cơ sở bày bán giống cây trồng kèm theo thương hiệu cây giống Eakamat một lên san sát. Điều đáng chú ý là tất cả những cơ sở này đều cố tình lấy chữ Eakamat để đặt tên cho cơ sở của mình, khiến người dân nhầm tưởng giống cây của họ đều có nguồn gốc từ viện Eakamat. Hiện nay như ở Tây Nguyên này thì đi đâu cũng thấy là đề Eakamat. Còn cây giống thì nguồn ở đâu thì thật sự thì cũng khó mà phân biệt được. Qua tìm hiểu, được biết việc thương hiệu viện Eakamat bị các cơ sở tư nhân bán giống cây trồng lấy tên làm giả, làm nhái đã diễn ra cả chục năm nay. Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắc cũng đã xử lý, nhưng không thường xuyên và quyết liệt, nên tình trạng này vẫn tái diễn và năm sau nhiều hơn năm trước. Chúng tôi cũng đã có đề nghị với cái, các cái sở ban ngành là kiểm soát lại việc này và cũng đã có những cái thời gian, thời điểm uh, kiểm soát cái này nhưng mà không chỉ để được thì cái việc mà ảnh hưởng lớn nhất đó là uy tín của viện chúng tôi mà viện chúng tôi thì làm cũng vì thì doanh nghiệp vì dân và chúng tôi làm bởi sự chỉ đạo rất sát sao của bộ cấp trên trước tình trạng kinh doanh giống cây trồng và việc sử dụng thương hiệu cây giống viện eakmat tràn lan như hiện nay thì các ngành chức năng tỉnh đắk lắc cần quyết liệt trong kiểm tra giám sát về mặt pháp lý đối với các cơ sở kinh doanh giống cây trồng đồng thời cần có biện pháp xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống trái phép có như vậy mới giúp người dân mua được đúng giống cây trồng của viện eakmat Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động và trong nội dung tiếp theo mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 5.000 đồng, đây là mức lỗ cao nhất tính cho mỗi một ký cá tra nếu người nuôi xuất bán ở thời điểm này. Tại An Giang, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ, giá cá tra sụt giảm nhiều ngày qua và đang tiếp tục giảm. Hiện các nhà máy thu mua cá tra chỉ còn khoảng 19.000 đến 20.000 đồng một ký. Với giá này, người nuôi thua lỗ từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký. Hiện nay thì cá tra giống 20 ngày tuổi tại thị trường Đồng bằng sông Cửu Long có mức giá là từ 16.000 đến 20.000 đồng mỗi ký, trong khi giá thành là 23.000 đồng mỗi ký, khiến người nuôi cá tra giống thua lỗ nặng. Theo Hiệp hội Cá tra Việt Nam, nguyên nhân là do cá tăng giá thời điểm trước đây khiến cho nhiều hộ tự ý đào ao nuôi ngoài vùng quy hoạch. Tăng diện tích nuôi nên đã ảnh hưởng đến cung vực cầu, cộng với giá cá tra thương phẩm và cá tra giống cùng giảm. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông. Tỉnh Lâm Đồng hiện có 8.520 ha sầu riêng, trong đó gần nửa diện tích đang trong giai đoạn kiến thiết cơ bản, 4.520 ha còn lại đang kỳ kinh doanh. Với giá thu mua trên thị trường khả quan, cây sầu riêng tiếp tục được nhiều nông hộ trong tỉnh mở rộng diện tích. Tuy nhiên, để loại cây ăn trái này phát triển thật sự bền vững, nhiều vấn đề cần được tính đến. Chỉ tính trong vòng vài năm gần đây, hàng ngàn hecta sầu riêng được bà con nông dân trồng mới, đây là tín hiệu cho thấy sự nhanh nhạy của nhà nông trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với nhu cầu thực tế của thị trường. Nhưng bên cạnh đó cũng đặt ra bài toán là làm thế nào để cung không vượt cầu trong một vài năm tới. Thông thường sau từ 3 đến 4 năm, cây sầu riêng bước vào giai đoạn kinh doanh, từ 5 đến 7 năm là thời kỳ cây sầu riêng cho năng suất ổn định. Khi diện tích sầu riêng ở Lâm Đồng nói riêng cả nước nói chung đang tăng mạnh thì vài năm nữa những diện tích sầu riêng mới trồng cho thu hoạch, sản lượng tăng cao đột biến, nguy cơ cung vượt cầu rất dễ xảy ra. Bản thân nhà nông cũng thấy được điều đó, nhưng do giá sầu riêng hiện quá hấp dẫn, trong khi đó giá cà phê, loại cây trồng chủ lực của nông dân Lâm Đồng xuống thấp khoảng 30.000 đồng mỗi ký nên khó tránh được tình trạng nhà nhà trồng sầu riêng. Bà con bây giờ là tập trung trồng sầu riêng nhiều. Nhưng mà bây giờ mình đã có rồi thì mình ráng mình chăm sóc ăn được năm nào hay năm đó ờ, mình cũng lo là giá thành sau này nó cũng phải hạ nhưng mà bây giờ mình chăm sóc sớm khỏe cây thì cây cho năng suất nhiều thì mình thu hoạch được nhiều. Nếu so với nhiều loại cây trồng đã bám rễ trên vùng đất Lâm Đồng, thì cây sầu riêng chỉ được đầu tư chăm sóc thực sự bài bản vài năm trở lại đây. Bởi vậy mà kinh nghiệm và kỹ thuật chăm sóc cây trồng ở nhiều nông hộ vẫn còn khiếm khuyết. Trên thực tế, có nhiều vườn sầu riêng cho năng suất trên 100 trái mỗi cây, nhưng bên cạnh đó vẫn còn không ít những vườn sầu riêng bị sâu bệnh gây hại, rụng trái, năng suất đạt thấp. Nhất là với những diện tích sầu riêng trồng sen trong vườn cà phê, mật độ canh tác thiếu khoa học, quy trình đầu tư chăm sóc không đảm bảo, đã làm ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng của loại cây trồng chính lẫn cây trồng sen. Thường thường ở như khu vực chỗ Độc Thắng, ấy, nhưng bọn tôi trồng ấy thì là hai trồng sen canh, tức là trồng với sầu riêng cà phê vì cứ trồng cà phê rồi bắt đầu là mình lại trồng thêm sầu riêng vào thế cho nên là cái sự chăm sóc thì nó cũng nhiều cái nó rất là phức tạp cái thứ nhất là bởi vì cà phê ấy, thì nó hay bị những con rệp sâu bệnh thế là khi mà mình xịt cho sầu riêng ấy thì nó hay lên trên cây sầu riêng nhiều trong vườn cây của tôi thì cũng có trồng sen canh cho nên là khi mà mình chăm sóc bón phân cũng theo với hướng dẫn của kỹ thuật nhưng thực tế thì cây phát triển rất kém. Không chỉ ở Lâm Đồng mà hiện nhiều địa phương trong cả nước, diện tích trồng sầu riêng tiếp tục tăng cao. Điều này cho thấy để cây sầu riêng phát triển một cách bền vững, nhà nông phải trồng đúng quy trình kỹ thuật và kế hoạch mở rộng diện tích phải phù hợp với định hướng của ngành chức năng nhằm tránh tình trạng cung vượt cầu điều đã xảy ra với cây hồ tiêu nhiều năm trở lại đây. Thưa quý bà con, câu chuyện đáng chú ý vừa rồi trong chuyên mục chuyện nhà nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động a gmail com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Thiên Phước và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.